Xin kính chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh chia sẻ của Hoàng Văn Thịnh. Thì ngày nay tôi xin chia sẻ với anh chị và các bạn về một cái chủ đề là đất nông nghiệp khi mà hết hạn sử dụng đất thì có được chuyển nhượng hay không. Đó. Thì chuyển nhượng quyền sử dụng đất là cái việc mà người đang sử dụng đất chuyển giao đất cùng với quyền sử dụng đất cho người khác sử dụng, và bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ nhận được một số cái tiền hoặc là một cái giá trị vật chất tương ứng với giá trị của miếng đất theo cái sự thỏa thuận của các bên. Thì tôi có nhận được một cái câu hỏi là gia đình tôi dự định là mua một cái diện tích đất nông nghiệp đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tuy nhiên thì đất này đã hết hạn sử dụng đất. Thì tôi thắc mắc là không biết là nếu tôi lập hợp đồng mua bán đất thì có được không, đó thì có đúng quy định của pháp luật không, và tôi nên làm những cái thủ tục gì để cái việc mà mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tôi là đúng quy định của pháp luật. Đó thì rất mong là được là giải đáp. Đó thì theo những cái thông tin trên á, thì anh chị muốn lập cái hợp đồng mua bán đất nông nghiệp tại văn phòng công chứng, thì tuy nhiên đất nông nghiệp này đã hết hạn sử dụng đất. Như vậy là để giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất này hợp pháp thì đúng quy định của pháp luật đó, tránh rủi ro và tranh chấp cho các bên, thì anh chị vẫn cần phải lưu ý các vấn đề và thực hiện theo quy trình như sau. Thứ nhất là theo điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Khi anh chị làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì các bên trong giao dịch chuyển nhượng phải đáp ứng được đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 điều 188 Luật Đất đai năm 2013. Cụ thể là người sử dụng đất được quyền chuyển nhượng đất khi mà đáp ứng được những nhu cầu sau: có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trừ những trường hợp mà đã quy định tại khoản 3 điều 186 Luật Đất đai năm 2013 và những trường hợp mà nhận thừa kế theo quy định tại khoản 1 điều 168 của Luật Đất đai năm 2013. Thứ nhất là đất không có tranh chấp. Thứ hai là quyền sử dụng đất không bị kê biên, đảm bảo cái việc mà thi hành án. Đó. Thứ ba là đất nằm trong thời hạn sử dụng đất. Đó. Thì như vậy thì cái trường hợp mà cái tôi vừa nêu cho anh chị thì cái miếng đất mà gia đình anh đó định mua là đã hết hạn sử dụng đất, nên là không đáp ứng được các điều kiện về quyền chuyển nhượng sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai. Thì để có thể là chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp thì anh chị cần phải yêu cầu cái người bán đất cho anh chị đi làm cái thủ tục mà xin gia hạn thêm cái thời hạn sử dụng đất. Đó thì anh chị có thể xem lại những cái video trước đây của tôi thì sẽ có là cái video thủ tục xin gia hạn quyền sử dụng đất, thì anh chị có thể xem lại những cái video đó để anh chị tham khảo thêm cái thủ tục. Ok, cảm ơn anh chị và các bạn đã lắng nghe chia sẻ của tôi ngày hôm nay. Nếu anh chị cảm thấy video này của tôi hay và hữu ích với anh chị thì anh chị hãy giúp tôi ấn nút like của video này và hãy giúp tôi chia sẻ video này đến cho nhiều người biết hơn nữa. Thì anh chị hãy giúp tôi ấn vào nút đăng ký kênh bên dưới màn hình và ấn vào nút chuông thông báo ở bên cạnh, để lần sau tôi phát sóng thì anh chị và bạn sẽ là người nhận được những thông tin giá trị về bất động sản sớm nhất. Xin cảm ơn anh chị và các bạn đã lắng nghe chia sẻ của tôi ngày hôm nay.